Xin chào bạn, trong thời gian vừa qua thì những cái ca bệnh nhiễm COVID-19 ở nước ta đang tăng lên đáng kể, và cũng một số người muốn tìm những cái nhiệt kế điện tử để đo thân nhiệt những người xung quanh để biết xem họ có bị sốt hay không. Trên thị trường hiện nay cũng có khá nhiều loại nhiệt kế điện tử khác nhau, và trên tay mình đang là một chiếc Microlite nhiệt kế điện tử hồng ngoại. Đây là một chiếc nhiệt kế điện tử nhỏ gọn, các bạn có thể cầm tay hoặc là mang theo bên người dễ dàng. Chúng ta có thể đo được nhiệt độ cơ thể này, rồi nhiệt độ môi trường xung quanh, hoặc là các bạn đối với những bạn nào mà đang nuôi em bé thì các bạn có thể sử dụng để đo nhiệt độ của em bé xem có bị sốt hay không. Hoặc là chúng ta có thể đo bình sữa của em bé xem là cái nhiệt độ bình sữa đó nó nóng hay là nguội để có thể cho em bé uống. Trên thân máy sẽ có một cái nút tắt mở, các bạn nhấn một nút là mở và nhấn một cái nữa là tắt. Để đo thân nhiệt thì các bạn chỉ cần nhấn nút mở lên, rồi sau đó các bạn nhấn nút start và các bạn đưa cái máy, cái đầu máy vào gần nơi vị trí mà các bạn muốn đo, cách khoảng chừng 2-3 cm gì đó. Và ngay sau đó nhiệt kế điện tử này sẽ cho biết kết quả nhiệt độ mà cái vật hoặc là cái người bạn vừa đo. Nhiệt kế điện tử này sẽ sử dụng pin tiểu ở phía sau, các bạn có thể gỡ ra và thay thế chúng nếu như chúng bị hết pin.